Xin chào tất cả anh chị. Đây là hành ta không bột do công ty Apaco sản xuất. Nguyên liệu là bao gồm có hành ở tại Việt Nam và một chút muối, chút dầu, hoàn toàn không sử dụng bột. Hành đáp ứng cho tất cả những anh chị có nhu cầu cần sử dụng hàng không bột. Màu sắc của hàng Apaco sản xuất màu vàng tươi tự nhiên và do chiên dầu hoàn toàn mới. Ngon, cho nên là cái màu sắc nó không có bị tối màu. Nếu anh chị có nhu cầu muốn mua hành ta để sử dụng với nhu cầu ăn uống hàng ngày, mua lẻ hoặc là muốn mua để kinh doanh hoặc là xuất khẩu thì có thể liên hệ với xưởng sản xuất Apaco. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng anh chị. Mọi chi tiết thì vui lòng liên hệ với hotline của công ty Apaco chúng tôi 0903 353 717 hoặc 0978 843 562. Trân trọng cảm ơn anh chị đã coi video.